chào quý vị và các bạn và xin chào một ngày mới. Chương trình Cuộc sống 24 giờ của kênh VTC14 sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất và hữu ích nhất cho ngày hôm nay. Và ngay bây giờ như thường lệ sẽ là những thông tin đáng chú ý. Trong chuyên mục Tia sáng, 20 giây dừng xe tắt máy khi dừng đèn đỏ, hành động tuy đơn giản nhưng lại góp phần đáng kể bảo vệ môi trường. Cho gà nghe nhạc để tăng chất lượng trứng, ý tưởng thoạt nghe khá kỳ lạ, lại đang cho ra những kết quả thành công ngoài sức tưởng tượng. Trong chuyên mục Câu chuyện buổi sáng, xung quanh gói cứu trợ 30.000 tỷ dành cho bất động sản của chính phủ, các chuyên gia cho rằng thị trường bất động sản cần phải để tự nó điều chỉnh thay vì bơm tiền giải cứu. Tin tức nổi bật trên thế giới lại xảy ra đụng độ ở Ai Cập khiến hàng chục người thương vong. Đoàn xiếc mặt trời mang chương trình Varakai lừng danh đến châu Mỹ, điểm đến lần này là Colombia. Trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những thông tin, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm qua. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 đã có buổi chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận xung quanh những giải pháp để thực hiện chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo cũng như nhiều vấn đề giáo dục khác. Một trong những vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm là việc nhiều sinh viên sau khi ra trường không có được việc làm hoặc làm trái với ngành nghề được đào tạo. Trong khi đó, tình trạng thừa thầy, thiếu thợ vẫn tiếp diễn. Bộ Giáo dục Đào tạo chúng tôi thì có trách nhiệm trong cái việc là sinh viên tốt nghiệp ra trường mà chưa có việc làm ở mấy cái khía cạnh. Cái thứ nhất là chất lượng đào tạo nó chưa tốt, chưa đáp ứng được cái yêu cầu của cái công việc. Cho nên các cháu tìm việc cũng khó. Cái thứ hai là cái sự gắn kết giữa các trường đại học, các trường cao đẳng với doanh nghiệp, với cái thị trường lao động nó chưa chặt chẽ. Chúng ta chưa có kinh nghiệm cái chuyện này. Bây giờ bắt đầu mới thiết lập. Quy mô đào tạo của các nhà trường thì chưa được tính toán theo các cái cân đối vĩ mô. Sắp tới đây khi chúng ta tiến hành phân cấp mạnh cho các trường đại học tự chủ thì việc này nó càng rõ. Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan ban ngành sẽ tiếp tục điều chỉnh lại quy mô đào tạo các trường, tính toán lại chỉ tiêu đào tạo, nhu cầu nhân lực của xã hội để dần giải quyết tình trạng này. Ngoài ra, nhiều vấn đề khác cũng được các đại biểu Quốc hội đưa ra như chuyện sách tham khảo có in hình cờ Trung Quốc, việc chậm trễ trong chính sách cho các học sinh miền núi, đạo đức, bạo lực học đường, việc dạy thêm tràn lan, bệnh thành tích trong thi cử và giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực không đáp ứng được đòi hỏi của xã hội. Người đứng đầu Bộ Giáo dục và Đào tạo đều nhận trách nhiệm trong những vấn đề này và đưa ra giải pháp để xử lý trong thời gian tới. Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm nhất có lẽ là câu hỏi của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Sau mỗi năm tiếp, từ nay đến 2016 là hết cái nhiệm kỳ này. Ta chuẩn bị vào đại hội 12, nhiệm kỳ Quốc hội cũng hết. Cứ nói đi nói lại mãi chất lượng và đồng bào cũng yên tâm. Bây giờ mới nói chuyện là đổi mới căn bản, toàn diện v.v. Tôi hỏi gọn thôi, là từ nay đến 2016, cái chất lượng có hàng năm có chuyển biến không? Theo hướng tích cực không? Và đến bao giờ? Và mỗi năm như vậy, đồng bào có yên tâm hơn không? Bộ trưởng có yên tâm hơn không? Và đến bao giờ thì chúng ta có một cái nền giáo dục đào tạo yên tâm? Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hứa sẽ mang trí tuệ, quyết tâm của mình cùng toàn dân để triển khai nghị quyết của Trung ương, hy vọng sẽ từng bước thay đổi và nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, những vấn đề này là phải phụ thuộc nhiều yếu tố và cần phải có thời gian. Như thường lệ, tiếp theo sau đây sẽ là phần điểm báo sáng. Ngày hôm nay, trên trang 2 báo Tiền Phong có thông tin giới thiệu 4 bản đồ khẳng định chủ quyền Việt Nam. Chiều 22 tháng 3, triển lãm Đồng Nai hướng về biển đảo khai mạc tại Trung tâm Văn miếu Trấn Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, ban tổ chức trưng bày 4 tấm bản đồ cổ và 14 tấm bản đồ của các nhà sưu tầm trong nước khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. 4 tấm bản đồ cổ được giới thiệu tại triển lãm gồm An Nam Đại Quốc Họa Đồ, xuất bản năm 1838 của một giám mục phương Tây,
Hoàng Triều Trực Tỉnh Địa Dư Toàn Đồ xuất bản năm 1904, Đại Nam Thống Nhất Toàn Đồ xuất bản năm 1834 dưới triều Minh Mạng và bản đồ các đại khí tượng Đông Dương xuất bản năm 1904. Những tấm bản đồ này đều khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Đặc biệt là tấm Hoàng Triều Trực Tỉnh Địa Dư Toàn Đồ là bản đồ có nguồn gốc từ Trung Quốc ở đời nhà Thanh, chỉ rõ cực nam của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam. Sau dồn điền đổi thửa ruộng đất không được giao cho người dân, vụ đông xuân đã hết nhưng xã vẫn còn 200 hectare đất lúa bỏ không và cái đói đang hiện hữu là phản ánh của người dân xã Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội, được tác giả Trần Thu đăng trên trang 6 báo Nông Thôn Ngày Nay. Bài báo cho biết, phương án mà tiểu ban dồn điền đổi thửa của xã đưa ra là cho dân bốc thăm chia ruộng theo phương án bốc thăm 2 vòng, nhưng khi bốc thăm, tiểu ban cho gia đình cán bộ xã thôn bốc thăm toàn bộ khu đồng cây gạo là ruộng màu mỡ 3 vụ, còn người dân chỉ được bốc thăm vòng 2, nhận ruộng tại khu cánh đồng gáo và đồng nào là đất chiêm trũng. Ngậm bồ hòn, người dân vẫn đồng ý nhận ruộng xấu. Nhưng đến nay, tiểu ban vẫn chưa chia ruộng cho bà con. Nay thời vụ đã hết, người dân không có ruộng, nguy cơ đói kém. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Lệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Lũ cho biết, sở dĩ chưa chia được ruộng cho dân là do cán bộ thôn muốn xử lý xong đất mà các hộ lấn chiếm từ trước, sau đó mới tiến hành chia ruộng. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Chính, trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn, thì hiện nay Kim Lũ còn 197 hectare đất chưa chia được cho dân, thôn Xuân Dương là 50 hectare, thôn Kim Thượng là 80 hectare và Kim Trung là 67 hectare. Từ trước ngày 25 tháng 2, huyện đã chỉ đạo các xã phải dừng việc dồn điền đổi thửa, tập trung cho sản xuất lúa và rau màu. Lệnh là vậy, nếu xã nào không thực hiện thì chủ tịch và bí thư phải chịu trách nhiệm. Doanh nghiệp xuất khẩu kiến nghị điều chỉnh tỷ giá, phóng viên Thanh Thanh Lan phản ánh trên báo điện tử VN Express. Hiểu là có thể ảnh hưởng đến chính sách kinh tế vĩ mô, nhưng các doanh nghiệp vẫn tha thiết mong ngân hàng nhà nước điều chỉnh để xuất khẩu bớt thiệt thòi so với các nước trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc. Đề nghị trên được nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đưa ra trong buổi đối thoại giữa doanh nghiệp và các lãnh đạo Hà Nội diễn ra ngày 22 tháng 3. Ông Vũ Thanh Sơn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Hapro, cho rằng doanh nghiệp xuất khẩu đang gồng gánh rất nhiều khó khăn. Theo ông, chi phí đầu vào mà các doanh nghiệp Việt Nam phải chịu hiện cao hơn các nước trong khu vực khi giá cả một số mặt hàng liên tục tăng. Ông Sơn tính toán giá xăng tại Việt Nam tăng khoảng 2.400 đồng, còn giá điện tăng trên 10% trong năm 2012. Để đối phó với khó khăn chung, nhiều nước áp dụng chính sách phá giá đồng nội tệ để kích thích xuất khẩu. Và cũng vì thế mà các nhà xuất khẩu Việt Nam vừa phải chịu sức ép hạ thấp chi phí dù giá cả đầu vào tăng, lại vừa phải đối mặt với việc là các nước phá giá đồng nội tệ nên càng khó khăn hơn. Đại diện cho lãnh đạo Hà Nội, bà Nguyễn Thị Mai Sương, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước thành phố cũng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp xuất khẩu qua câu chuyện này. Tuy nhiên, bà Sương nhấn mạnh là việc điều chỉnh tỷ giá phải cân đối với cán cân xuất nhập khẩu, cán cân thương mại cũng như là mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô. Đề xuất phá giá nhẹ tiền đồng đã từng được đưa ra vào đầu năm nay và đã gây xáo trộn không nhỏ tới tâm lý cũng như là diễn biến của thị trường ngoại tệ. Và trước tình hình này thì Ngân hàng Nhà nước một lần nữa khẳng định là không có chuyện phá giá đồng nội tệ, bởi theo nhà điều hành, xuất khẩu vẫn đang tăng trưởng và dự trữ ngoại hối ở mức kỷ lục. Trên trang 8 báo Thanh Niên số ra sáng ngày hôm nay có bài viết đáng chú ý của tác giả Thanh Xuân với tiêu đề lãi suất tiếp tục xu hướng giảm. Bài báo cho biết, từ đầu tuần đến nay, lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại đã giảm thêm từ 0,5 đến 1% so với trước đó. Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, lãi suất huy động kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng xuống còn 7,5% một năm, 6 đến 9 tháng xuống còn 8% một năm và trên 12 tháng là 9,5% một năm. Việc các ngân hàng giảm lãi suất huy động là tất yếu khi tốc độ tăng trưởng huy động 2 tháng đầu năm tăng 2% so với cuối năm 2012, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng tín dụng dù đã khá hơn vẫn giảm 0,28% so với mức cuối năm 2012, thấp hơn mức giảm 1,88% trong 2 tháng đầu năm 2012. Và một trong những nguyên nhân khiến nhiều ngân hàng gặp khó khăn trong việc cho vay là do chính họ đã nâng chuẩn xét cho vay trước tình hình kinh tế khó khăn và nhiều doanh nghiệp đổ vỡ. Phập phù chất lượng vàng nữ trang, phản ánh của nhóm phóng viên báo Tuổi Trẻ. Trong khi vàng miếng đã được đưa vào khuôn khổ thì thị trường vàng nữ trang vẫn còn hết sức bát nháo và người mua vàng nữ trang bị rút ruột tuổi vàng mà không hề hay biết. Các chuyên gia cho rằng là việc đưa vàng nữ trang vào khuôn khổ sẽ khó hơn nhiều so với vàng miếng. Ông Mai Hoàng Nam, một thợ bạc lâu năm ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, thừa nhận rằng vàng nữ trang thường không có tuổi nào, tuổi vàng chính xác, nên vàng của tiệm này mà đem đến tiệm khác thì đều bị chê là không đủ tuổi.
trưởng phòng kinh doanh một công ty vàng lớn nói, hiện trên thị trường thì không có chuẩn nào cho vàng nữ trang, mà mỗi nơi là một kiểu, thậm chí là tỉnh nào lại có chuẩn riêng của tỉnh đó. Theo ông Nguyễn Ngọc Trọng, giám đốc kinh doanh công ty PNG, thị trường vàng nữ trang vẫn theo quy luật là mua đâu bán đó. Nhưng thực tế là dù mua đâu bán đó có đầy đủ hóa đơn thì người tiêu dùng vẫn phải chịu thiệt cả hai đầu mua và bán. Lý do là khi người mua, tiêu dùng phải bỏ ra số tiền cao hơn giá trị món hàng, và đến khi bán thì các tiệm vàng cũng không rõ ràng cách tính giá trị món hàng. Phần lớn là chỉ cầm món hàng lên cân thử và sau đó thì phán giá, nếu đồng ý thì bán. Các công ty vàng bạc cho biết có thực tế giá vàng càng lên cao thì xu hướng là vàng nữ trang lại càng thấp tuổi. Việc hạ thấp tuổi nữ trang chủ yếu là để giá cả mềm hơn và người tiêu dùng có thể dễ chấp nhận hơn. Tuy nhiên hiện nay thì mới chỉ các công ty vàng bạc đá quý lớn ghi rõ tuổi vàng và tên đơn vị sản xuất. Còn lại thì các cửa hàng vàng tư nhân chủ yếu là lập lờ tuổi vàng để có thể là tùy cơ hét giá. Còn tuổi vàng chính xác bao nhiêu chỉ có người bán mới biết. Chiều qua tại Hà Nội, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Tanizaki Yusuaki và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam Bùi Quang Vinh đã ký và trao đổi công hàm liên quan đến 12 dự án đã được quyết định cùng vốn cấp vay thuộc tài khoá 2012. Tổng giá trị của dự án này là 202 tỷ 926 triệu yên, tương đương khoảng 2,16 tỷ đô la Mỹ. Đó là thông tin được tác giả Thanh Bình đưa ra trên báo điện tử VN Express. Bài báo cho biết, trong đó có 11 dự án sắp sửa được Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA ký hiệp định vốn vay với Bộ Tài chính. Riêng dự án nhà máy nhiệt điện Omon 3 giai đoạn 1 trị giá 27,9 tỷ yên, còn nhiều thủ tục chưa hoàn tất nên sẽ được ký hiệp định riêng sau đó. 4 dự án trong số này được hưởng lãi suất ưu đãi là 0,2% một năm, bao gồm cầu Nhật Tân, đường sắt đô thị tại Hà Nội, cảng Cái Mép và dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, cả 4 dự án đều có điều kiện ràng buộc là phải chọn nhà thầu Nhật. Theo lý giải của JICA, đây là điều khoản đặc biệt dành cho đối tác kinh tế. Trên trang 5 báo Tiền Phong ngày hôm nay, phóng viên Nam Cường đưa tin Nhật muốn đóng tàu lớn cho ngư dân miền Trung. Khi đại diện nhà đầu tư đến từ Kobe, Nhật Bản ngỏ ý là muốn đầu tư đóng hàng ngàn tàu cá công suất cực đại cho ngư dân miền Trung vươn khơi xa, trưởng ban nội chính Nguyễn Bá Thanh ủng hộ và nhắc là khẩn trương nghiên cứu, xúc tiến hợp tác. Trưởng ban nội chính Nguyễn Bá Thanh nói, tôi biết đoàn doanh nhân Kobe đã nghiên cứu cái này từ lâu, tôi cũng đã được báo cáo, nhưng tôi đề nghị phía Nhật nghiên cứu khẩn trương lên chút, lâu quá rồi nên triển khai sớm. Theo ông Thanh thì nếu phía Nhật Bản quyết tâm và hợp tác thuận lợi, sẽ hình thành những khu công nghiệp, thủy sản, sản xuất, đóng mới các tàu cá mã lực lớn. Và sau từ 5 đến 10 năm, ngư dân miền Trung sẽ có hàng ngàn tàu công suất lớn vươn khơi đánh bắt hải sản rồi lại xuất sang Nhật Bản. Đại diện doanh nghiệp Nhật Bản hỏi kỹ về chính sách thuế, nhập khẩu và tin tưởng rằng sẽ sớm kết thúc nghiên cứu xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực này. Đã có gần 1.500 hecta lúa đông xuân ở Thừa Thiên Huế bị chuột cắn phá khiến nông dân khốn đốn. Điều đáng lo ngại là dù người dân không ngừng nỗ lực ra quân diệt chuột, nhưng loài vật gây hại này vẫn phát triển với tốc độ chóng mặt. Đó là thông tin tác giả An Sơn đưa ra trong bài viết Chuột hại lúa ở Thừa Thiên Huế, diệt không xuể đăng trên trang 12 báo Nông Thôn ngày nay. Bài báo cho biết tại xã Quảng An, huyện Quảng Điền, đến thời điểm hiện tại, toàn xã đã có khoảng 70 hecta lúa bị chuột cắn phá. Tại hàng loạt các địa phương khác của huyện Quảng Điền, người dân cũng điêu đứng vì chuột. Và cũng như Quảng Điền, các địa phương như Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc, lượng lớn diện tích lúa của người dân cũng bị chuột gặm nát, mật độ chuột ở các ruộng lúa nhiều nơi lên đến 20 con trên 1m2. Ông Nguyễn Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng An, huyện Quảng Điền cho biết, địa phương đã tổ chức 2 đợt ra quân tiêu diệt chuột và đã tiêu diệt được hơn 30.000 con chuột. Theo ông Hiền, lượng chuột tại các đồng ruộng trên địa bàn phát triển rất nhanh, trong khi đó việc tiêu diệt chuột hiện nay không thể thực hiện bằng cách đào hang do lúa đã tốt và việc tiêu diệt loài vật này bằng cách dùng bẫy và thuốc lại khó diệt được tận gốc. Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, thời gian tới là thời điểm thuận lợi cho chuột sinh sản và gia tăng mật độ. Vì vậy, lúa từ giai đoạn đứng cái làm đồng cho đến trổ bông sẽ bị chuột gây hại nặng hơn. Các bác sĩ cho biết là việc sơ cứu ban đầu khi bị bỏng hầu như là chưa được người dân quan tâm hoặc là sơ cứu một cách sai lầm khiến nhiều bệnh nhân tử vong hoặc là bị di chứng nặng nề. Tự chữa bỏng, rước họa vào thân là một bài viết về y tế rất đáng chú ý trên trang 15 báo Tiền Phong ngày hôm nay. Bác sĩ Bùi Minh Huân, trưởng khoa ngoại Bệnh viện quận 2 cho biết là nơi đây vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 39 tuổi ngụ ở huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, nhập viện quận 2 trong tình trạng là vết phòng bị hoại tử kèm nhiễm trùng. Qua khai thác bệnh sử thì được biết là bệnh nhân này nhậu say, sau đó để chân vào bô xe máy khiến bị bỏng ở chân phải. Tuy nhiên là người này tự điều trị bằng cách thoa kem đánh răng, sau đó đắp lá cây vào vết thương.
và 5 ngày sau không khỏi, vết bỏng bị nhiễm trùng gây hoại tử da mới tìm đến bệnh viện. Việc dùng kem đánh răng bôi lên vết thương với suy nghĩ là kem làm dịu vết thương, nhưng ít ai biết là trong kem có chất kiềm nhẹ nên khi bôi lên vết thương, bỏng sẽ càng đau đớn hơn. Còn theo bác sĩ Huân thì việc dùng mỡ chăn hay là dầu cá nếu không được chỉ định rõ ràng thì rất dễ làm cho vết bỏng bị nhiễm trùng. Theo bác sĩ Huân thì vẫn có những loại thuốc trị bỏng có mỡ chăn, những thuốc chỉ định cho những trường hợp bị bỏng sâu dùng vào tuần lễ thứ 3 sau khi bỏng và tuyệt đối là không được dùng mỡ chăn và dầu cá vào việc sơ cứu bỏng. Các bác sĩ cũng khuyến cáo tuyệt đối không dùng lòng đỏ trứng gà để bôi lên vết bỏng vì lòng đỏ là môi trường rất tốt cho vi khuẩn phát triển và khi bị bỏng tốt nhất là nên ngâm ngay vết thương vào nước sạch càng sớm càng tốt, sau đó dùng băng che phủ vùng tổn thương rồi đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế gần nhất. Trên báo điện tử VN Express có bài viết đáng chú ý về thông tin Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành chính sách thu hút đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao và sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác làm việc ở địa phương này. Bài báo cho biết, ngoài việc hưởng lương theo quy định của nhà nước, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ hay bác sĩ dược sĩ chuyên khoa 2, chuyên ngành sản phụ khoa sẽ được tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ đến 300-350 triệu đồng khi nhận nhiệm vụ. Ngoài ra, đối với những người được hưởng đãi ngộ có hộ khẩu thường trú ngoài tỉnh Quảng Ngãi, sau khi được bố trí công tác, tỉnh sẽ xem xét tiếp nhận chồng hoặc vợ, con ruột vào làm việc tại các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh quản lý với điều kiện là đảm bảo được các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định. Những người có trình độ cao còn được giao đất ở, hỗ trợ tiền thuê nhà trong 5 năm, bố trí theo đúng ngành nghề đào tạo, tạo điều kiện môi trường làm việc thuận lợi để phát huy năng lực và sở trường công tác, xem xét quy hoạch bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo của tỉnh nếu như đạt hiệu quả công việc cao. Á hậu Châu Mộng Như ứng cử đại sứ du lịch Việt Nam thông tin trên trang 8 báo Tiền Phong. Tin từ Cục Hợp tác Quốc tế thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, dù việc chọn đại sứ du lịch đã đi vào chặng cuối, nhưng việc ứng cử cho chức danh này lại trở nên sôi động bất ngờ. Tính đến chiều ngày 22 tháng 3, Cục đã nhận được thêm hồ sơ của Châu Mộng Như, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Châu Á tại Mỹ năm 2012. Ngoài Châu Mộng Như thì còn có hai cá nhân cũng đã đặt vấn đề xin ứng cử đại sứ du lịch với Cục Hợp tác Quốc tế, một người đang sinh sống tại Pháp, một người là lãnh đạo của một công ty du lịch tại Việt Nam. Và trước đó thì có thông tin là diễn viên Lan Phương cũng ứng cử đại sứ du lịch Việt Nam. Tuy nhiên là ông Trần Nhất Hoàng nói hiện Cục vẫn chưa nhận được hồ sơ của diễn viên này. Ông Hoàng cũng cho rằng là công việc có tính chất thiện nguyện như đại sứ du lịch trước đây không được mọi người quan tâm như hiện nay. Hơn nữa thì việc Lý Nhã Kỳ rút cũng tạo ra cơ hội cho nhiều người. Theo ông Hoàng thì các vấn đề liên quan đến việc chọn chức danh đại sứ du lịch sẽ được quyết định vào tuần tới. Cuối tháng 1 vừa qua, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Đình Đức, người được mệnh danh là nhà rùa học, đề xuất lãnh đạo Hà Nội trình chính phủ nghiên cứu phê duyệt công nhận cá thể rùa Hồ Gươm còn sống, tiêu bản rùa Hồ Gươm ở đền Ngọc Sơn và bộ xương rùa Hồ Gươm lưu tại Bảo tàng Hà Nội là bảo vật quốc gia. Và trước ý kiến này thì các chuyên gia đã có nhiều ý kiến khác nhau được đăng tải trên trang 8 báo Tiền Phong trong bài viết Rùa Hồ Gươm bảo vật quốc gia. Bài báo cho biết Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Đình Đức đã nêu quan điểm rằng rùa Hồ Gươm có giá trị lớn về lịch sử và văn hóa, xứng đáng là bảo vật quốc gia. Ông Đức cũng cho rằng bàn chuyện vua Lê có trả gươm cho thần Kim Quy, tức là rùa Hồ Gươm hay không, trả khi nào là chuyện vô bổ, chẳng có gì để làm. Chẳng để làm gì, khác nào có người thắc mắc là sao 18 đời vua Hùng kéo dài đến tận 2.000 năm. Theo ông Đức, rùa Hồ Gươm còn xứng đáng trở thành quốc vật, con vật đại diện cho một quốc gia bởi nó là con vật tiêu biểu, biểu tượng cho văn hóa lịch sử của Việt Nam mà rất nhiều bạn bè quốc tế biết đến và quan tâm. Phản biện về vấn đề này, giáo sư Trần Lâm Biền cho rằng rùa Hồ Gươm rất quý nhưng chỉ nên xét nó ở góc độ sinh học. Hãy đưa nó sang lĩnh vực sinh học để bảo tồn chứ không nên đưa sang lĩnh vực văn hóa. Và nhà sử học Dương Trung Quốc cũng nhận định rằng chúng ta không nên đánh đồng chuyện bảo vệ rùa Hồ Gươm trước sự xâm hại của những tác động xấu với việc đưa nó lên thành bảo vật quốc gia. Hai vấn đề này hoàn toàn khác nhau. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật. Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết, 5 giờ sáng ngày hôm nay, 12 trong số 15 bệnh nhân xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà bị ngộ độc tập thể do ăn gỗ cưới đã tỉnh táo. Trước đó thì những người này đã nhập viện với các triệu chứng là đau bụng dữ dội và nôn ói. Trong số 15 bệnh nhân nói trên, có 3 trẻ em và 1 thai phụ đã được cấp cứu tại phòng khám đa khoa khu vực Nam Ban, thị trấn Nam Ban, Lâm Hà ngày 21 tháng 3. Do có triệu chứng nặng nên các bệnh nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng điều trị. Theo thông tin từ khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, tính đến thời điểm 5 giờ sáng nay, 23 tháng 3, đã có 12 trong 15 bệnh nhân tỉnh táo và sức khỏe ổn định. Trong từ 2 đến 3 ngày nữa có thể xuất viện, 3 bệnh nhân khác vẫn đang được theo dõi đặc biệt.
Ngoài 15 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, tại phòng khám Đa khoa Nam Ban huyện Lâm Hà, cũng có hơn 20 người dự đám cưới trên có triệu chứng bị ngộ độc thực phẩm đã đến khám và điều trị. Hiện đội y tế dự phòng huyện Lâm Hà đã lấy mẫu thức ăn tại nhà hàng để phân tích tìm nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc nói trên. Liên tục trong những ngày qua, tại cửa biển Đà Diễn, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, hàng chục tàu câu cá ngừ đại dương đã bị mắc cạn, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động đánh bắt. Nguyên nhân chính được cho là do ảnh hưởng của các đợt gió đông nam đã làm biến đổi dòng chảy, gây bồi lấp cửa biển Đà Diễn. Đặc biệt, ngay trong chiều tối và ngày hôm qua 22 tháng 3, 28 tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân phường 6 và phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa khi xuất bến đã bị mắc cạn. Trước sự việc này, Nghiệp đoàn nghề cá phường 6 thành phố Tuy Hòa đã sử dụng hệ thống thông tin để hướng dẫn tàu thuyền di chuyển đúng luồng lạch, đồng thời huy động tàu của ngư dân lai kéo các tàu bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Cũng theo Nghiệp đoàn nghề cá phường 6 thành phố Tuy Hòa, luồng lạch bị bồi lấp làm mực nước thấp khiến tàu thuyền ra vào rất khó khăn, dễ bị xảy ra tai nạn. Trong lúc này, nhờ tinh thần đoàn kết, các tàu thuyền ra vào đều nhường nhau hỗ trợ lai dắt, các chủ tàu thuyền đều đã chủ động neo buộc dây kéo chắc chắn, tránh để ra những tai nạn đáng tiếc về người. Chuyển sang một tin tức đáng chú ý khác, báo cáo môi trường quốc gia mới đây nhất khẳng định những năm gần đây thiên tai lớn, dị thường vượt qua những hiểu biết hiện tại của con người xảy ra thường xuyên hơn, gây ra những thiệt hại nặng nề. Một trong những biện pháp giảm thiểu thiệt hại có hiệu quả đó là nâng cao chất lượng của công tác dự báo và cảnh báo thiên tai. Theo dõi thời tiết để bảo vệ tính mạng và tài sản, chủ đề của Ngày Khí tượng Thế giới 23 tháng 3 năm nay đã cho thấy ý nghĩa quan trọng của công việc này. Công việc nuôi ngao của gia đình anh Lê Đình Ca ở xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình nhàn nhã hơn thường lệ. Ngao giống mới được thả, chòi nuôi mới được dựng lại. Mọi thứ vừa được anh Ca gây dựng sau cơn bão với đường đi lạ thường xảy ra vào cuối năm 2012. Không gặp bão thì coi như là cũng đỡ, nhưng mà vừa rồi là gặp cái trận bão rồi nó coi như là các chòi này san bằng hết. Nưới nủng các cái vây của các ô của chủ chòi là coi như là đi hết. Khi mọi sự đã rồi, anh Ca cùng với những người nuôi ngao trong vùng mới hiểu hết được tầm quan trọng của việc theo dõi thông tin thời tiết. Bão số 8 năm ngoái quét qua miền quê này quá bất ngờ, khiến người dân không kịp trở tay. Cơ bản nhất thì vẫn là thiệt hại cho dân là nhiều hơn. Bởi rằng thực tế nói dân là ở Thái Đô là riêng, nói riêng là dân Thái Đô nói riêng. Mà nói Thái Bình thì nói chung, nhưng mà tất cả tổng thể thì nó thiệt hại thì nó quá lớn. Bởi rằng là cái môi trường thì nó như thế, nhưng mà cái thời tiết thì nó lại khắc nghiệt rồi. Nó dồn ép vào bao nhiêu năm rồi, đến bây giờ nó dân tình thì nói chung là vốn vay tất cả các khoản là bỏ xô ống biển. Bài học để lại từ bão số 8 quá lớn với các địa phương ven biển đồng bằng Bắc Bộ khi thiệt hại lên đến 7.500 tỷ đồng. Chính quyền thì đổ lỗi cho việc dự báo chậm trễ, còn cơ quan khí tượng lại khẳng định lỗi nằm ở sự chủ quan của chính quyền địa phương. Dù ai đúng, ai sai, thì lúc này bao nhiêu thiệt hại, người dân cũng đã lãnh đủ. Cái kế hoạch là đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa, tự động hóa, hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn cũng bị chậm. Đấy là cái tôi cho rằng một trong những cái yếu tố cũng rất quan trọng, bởi vì là nếu không có đầy đủ số liệu về khí tượng thủy văn thì rất khó mà nâng cao được chất lượng bản tin dự báo. Tổ chức Khí tượng Thế giới cũng nhận định dự báo chính xác thời tiết và cảnh báo sớm đến người dân là một trong những giải pháp hiệu quả nhất để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Chủ đề của năm nay, theo dõi thời tiết để bảo vệ tính mạng và tài sản, một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của công tác này. Cần phải tiếp tục tuyên truyền nhiều hơn nữa để làm sao từng người dân cho đến tận người già, từng em bé là hiểu rõ được những cái mối nguy cơ từ các cái thiên tai, rồi quan tâm hơn đến những cái bản tin thời tiết và hiểu được những cái bản tin thời tiết và hiểu được là cần phải làm gì để tránh được những cái thiệt hại cho gia đình và bản thân mình. Để hạn chế thiệt mạng do thiên tai, ngoài việc nâng cao chất lượng các bản tin thời tiết, thì một yếu tố quan trọng khác là người dân cũng cần quan tâm hơn tới các bản tin thời tiết. Hiện nhiều người vẫn dựa chủ yếu vào kinh nghiệm trong nhận biết thiên tai, điều không còn đúng trong nhiều trường hợp, bởi thời tiết đang ngày càng diễn biến dị thường.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, tại các thành phố lớn của nước ta như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện lưu thông trên đường phố có xu hướng tăng nhanh, đi kèm theo đó là nguy cơ ô nhiễm môi trường, gây hiệu ứng nhà kính từ khí thải CO2 của các phương tiện giao thông. Trên thực tế, không phải người nào cũng nhận thức được việc dừng xe tắt máy khi dừng đèn đỏ từ 20 giây trở lên sẽ tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu khí thải độc hại ra môi trường. Không chỉ tắt điện một giờ, thông điệp của giờ trái đất năm 2013 đang kỳ vọng sự thay đổi về nhận thức của người dân được xuất phát từ những điều nhỏ nhất như dừng đèn đỏ. Tại nhiều nút giao thông của Hà Nội, có thể dễ dàng bắt gặp không ít người dân khi dừng đèn đỏ vẫn nổ máy, mặc dù thời gian chờ lên tới trên một phút. Mình theo thói quen của mình là mình vẫn để nổ máy. Nói chung là cũng ít khi đã tắt máy. Vì cái tắt một tí rồi để ngay đâu ngại. Lý do được hầu hết người dân đưa ra là do thói quen, sự gấp gáp trong công việc. Nhưng quan trọng hơn, không phải ai cũng nhận thức được việc tắt máy khi dừng lại trên 20 giây sẽ giảm thiểu khí thải ra môi trường, cũng như tiết kiệm được nhiên liệu cho xe máy. Theo kết quả nghiên cứu của Viện Cơ khí Động lực, Đại học Bách khoa Hà Nội, khi tắt máy trên 20 giây trong lúc dừng đèn đỏ, hiệu quả bảo vệ môi trường là rất lớn. Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi thì cái lượng tiêu hao nhiên liệu có thể giảm 20% và các cái nồng độ phát thải ra môi trường như khí hydrocarbon, khí NOx và khí CO thì cũng giảm đáng kể, cái mức giảm tối thiểu là cũng trên 10%. Xe máy là nguồn chính thải ra các loại khí thải độc hại gây hiệu ứng nhà kính như CO, HC, NOx. Loại phương tiện này chỉ tiêu thụ 56% xăng, nhưng lại thải ra lần lượt 94%, 87% và 57% các chất độc hại nói trên trong tổng lượng phát thải của xe cơ giới. Khí thải từ các phương tiện giao thông gây tác động ngược trở lại, khiến con người dễ mắc phải những căn bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm mũi, viêm họng, ho khan. Khi đó, mỗi người dân sẽ phải chịu phí tổn điều trị khoảng 1 đến 1,2 triệu đồng một người mỗi năm. Cái này đòi hỏi cái sự hiểu biết của mọi người vận hành và phải tự giác, chứ không ai có thể cấm hay là ra con xin phạt trong vấn đề mà gây ô nhiễm trong quá trình mà dừng xe. Trong số 11 nước ở Đông Nam Á, hiện Việt Nam có hiệu quả năng lượng sử dụng trong giao thông thấp thứ hai, chỉ đứng trên Malaysia. Nguyên nhân được chỉ ra là ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường khi sử dụng phương tiện còn chưa cao. Tắt máy khi dừng đèn đỏ, hành động tưởng chừng như rất đơn giản này lại góp phần bảo vệ môi trường cũng như bảo vệ chính cuộc sống của con người. Sẽ không là quá muộn nếu chúng ta nhìn nhận lại và hành động đúng đắn hơn. Bỏ qua cơ hội được du học sang Pháp ngành công nghệ sinh học, chàng cử nhân trẻ tuổi 23 tuổi, Nguyễn Duy Thiên Ân đã ở lại Việt Nam để trở thành ông chủ trại nuôi gà lấy trứng có hàm lượng omega 3. Đeo đuổi với ý tưởng, thì Ân đã sáng tạo ra một hình thức nuôi gà không giống ai khi mà để cho gà nghe nhạc 12 tiếng một ngày và đã bước đầu cho kết quả thành công ngoài sức tưởng tượng. Con gà và 8 cái loa đều đặn phát nhạc giao hưởng mỗi ngày từ 5 giờ đến 17 giờ, khiến trại gà gần 1.000 m2 của anh Nguyễn Duy Thiên Ân biến thành một nhà hát theo đúng nghĩa đen. Sau một thời gian, số liệu thống kê cụ thể kể từ khi cho đàn gà nghe nhạc giao hưởng cho thấy sản lượng và chất lượng omega 3 trong trứng gà đều cao hơn. Ý tưởng mà em cho gà nghe nhạc thì nó xuất phát từ những cái nghiên cứu ở bên nước ngoài, để mình tham khảo cái tài liệu, mình thấy cái đó cái hay, mình muốn áp dụng thử vào thực tế và mình so sánh thử cái giai đoạn mà chưa cho nghe nhạc với lại nghe nhạc rồi đó, thì nó có cái gì khác nhau không, thì mình thấy được cái chất lượng của trứng, cái hàm lượng dinh dưỡng nó cao hơn, tốt hơn, và ngoài ra là cái sản lượng của trứng cũng nhiều hơn. Hơn thế nữa, việc mở nhạc còn giúp công nhân lao động làm việc ở đây thoải mái hơn để hoàn thành công việc tốt. Anh Ân cho biết, ngoài việc nghe nhạc để giúp trứng đạt được đủ các chất dinh dưỡng, thì khẩu phần ăn đóng vai trò hết sức quan trọng. Khẩu phần mà cho gà ăn thì được kiểm soát chặt chẽ, rồi cái từ đầu vào nguyên liệu mình phải kiểm tra, đánh giá coi là cái nguyên liệu đó nó có tốt không, có đảm bảo nhiều cái nhu cầu, cái yêu cầu của
của mình đề ra không, rồi mình mới đưa vào xay, rồi mình trộn phối trộn theo tỷ lệ của từng cái nguyên liệu với nhau, rồi mình mới cho gà ăn theo cái khẩu phần là ấn định cho trọng lượng theo lứa tuổi của gà. Mỗi tháng trung bình trại gà này xuất ra thị trường 120.000 trứng. Trứng gà Omega 3 được làm sạch bằng ozone và được bán ra thị trường với giá gần 5.000 đồng một quả. Và theo các chuyên gia, thì gà là vật nuôi rất dễ bị tác động ngoại cảnh. Việc cho gà nghe nhạc nhẹ, êm tai sẽ làm dịu thần kinh của chúng. Và trong trường hợp này, gà sẽ cho năng suất trứng cao hơn so với bình thường. Tuy nhiên, để ứng dụng vấn đề này nhằm tăng năng suất thì cần quá trình nghiên cứu khoa học. Tiếp theo chương trình cùng đến với câu chuyện buổi sáng. Nhiều quan điểm khác nhau của các chuyên gia kinh tế xung quanh gói cứu trợ 30.000 tỷ đồng dành cho bất động sản của chính phủ. Tin tức nổi bật trên thế giới, lại xảy ra đụng độ ở Ai Cập khiến hàng chục người thương vong. Đoàn xiếc mặt trời mang chương trình Varekai lừng danh đến châu Mỹ, điểm đến lần này là Colombia. Bây giờ sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục câu chuyện buổi sáng. Hàng trăm doanh nghiệp và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có cuộc họp nhằm tìm các cơ chế chính sách để tháo gỡ cho gần 6.000 căn hộ, hơn 3.400 biệt thự và 15.500 m2 sàn đang tồn đọng. Riêng với 6.000 căn hộ, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ dừng xem xét các đề xuất phát triển nhà ở thương mại từ nay đến hết năm sau. Thành phố sẽ tiếp nhận xem xét đề nghị của chủ đầu tư chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở công vụ. Đồng thời, Hà Nội tạm dừng không xem xét các đề xuất đầu tư xây dựng kinh doanh phát triển nhà ở thương mại từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Để tháo gỡ khó khăn cho thị trường, chính phủ dự kiến rót 30.000 tỷ đồng hỗ trợ cho nhà ở thương mại giá rẻ và phân khúc nhà thu nhập thấp, nhà xã hội. Tuy nhiên, gói hỗ trợ này chỉ là một trong những biện pháp hỗ trợ tài chính. Và để giải quyết dứt điểm hàng tồn kho, một trong những giải pháp hay là cần thành lập công ty mua bán bất động sản tồn đọng là điều hết sức cần thiết. Hà Nội cùng thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập trung nhiều dự án lớn, chiếm gần nửa bất động sản cả nước và cũng là những thị trường gặp nhiều khó khăn nhất năm qua, tỷ lệ tồn kho lớn, nhiều dự án dở dang. Theo Bộ Xây dựng, một phần nguyên nhân là thị trường bất động sản phát triển thiếu quy hoạch, chưa có điều tra theo nhu cầu của thị trường. Hàng nghìn căn hộ ế ẩm ở Hà Nội hay mở rộng ra là câu chuyện bi đát của bất động sản đã trở thành vấn đề gây ý kiến trái chiều trong dư luận. Trong một chương trình gần đây, chúng tôi có đề cập đến con số 30.000 tỷ đồng, đó là giá trị gói hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước đưa ra để cho người dân vay mua nhà thu nhập thấp với lãi suất là 6% thông qua 5 ngân hàng thương mại. Vâng, và trong khi những người đưa ra giải pháp này xem đây là chìa khóa để có thể gỡ nút thắt nợ xấu bất động sản, tạo ra công ăn việc làm và gỡ khó cho nhiều ngành liên quan khác, thì nhiều chuyên gia lại thận trọng cho rằng là số tiền này sẽ chỉ như muối bỏ bể và sẽ không thể giải cứu thành công thị trường bất động sản vốn đang rơi tự do. Thậm chí là một số chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực kinh tế vĩ mô còn cho rằng không nên bơm tiền để cứu bất động sản, mà nên để thị trường này tự điều chỉnh, tự bơi và chấp nhận những doanh nghiệp phá sản. Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay xin được nói vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đường Lê Văn Lương kéo dài tại Hà Nội, một thời từng là thỏi nam châm khi hút hàng chục dự án khu đô thị mọc lên hai bên đường. Nhưng nay thì dọc con đường thênh thang là những tòa nhà giang dở, những biệt thự hoang vắng, những máy móc bất động và những mảnh đất mênh mông bị quây kín để cỏ mọc. Tất cả là dấu hiệu rõ ràng cho một thực tế mà ai cũng biết, đó là thị trường bất động sản đã đóng băng từ lâu. Mọi hy vọng tan băng giờ đặt cả vào nguồn nhiệt có giá trị 30.000 tỷ đồng mà Ngân hàng Nhà nước dự kiến sẽ bơm vào thị trường. Chúng tôi hy vọng rằng với cái lượng vốn lớn đó thì các ngân hàng có thể đẩy mạnh cái tốc độ cho vay của mình, cũng như góp phần làm cho cái thị trường tài chính tiền tệ nó sẽ có một cái bước chuyển động, và như vậy là vừa thúc đẩy cái tiêu thụ hàng tồn trong cái lĩnh vực bất động sản, vừa có thể là thúc đẩy tín dụng, giải quyết được các cái hàng hóa tồn đọng trong lĩnh vực cơ bản, và đồng thời cũng góp phần giảm các cái nợ xấu của lĩnh vực ngân hàng trong cái thời gian tới.
Theo các chuyên gia kinh tế, việc đưa 30.000 tỷ hỗ trợ người dân vay mua nhà thu nhập thấp là dấu hiệu cho thấy nhà nước sẽ không bỏ mặc bất động sản, bởi giúp bất động sản cũng là giúp hơn 80 ngành phụ trợ khác. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không đồng nghĩa với việc nhà nước sẽ cứu các doanh nghiệp bất động sản bằng mọi giá. Bởi làm vậy sẽ dẫn đến tâm lý, lãi thì doanh nghiệp hưởng, còn lỗ thì nhà nước chịu. Ngoài ra, việc kiếm được nguồn 30.000 tỷ đồng là không hề dễ dàng trong bối cảnh bộ chi ngân sách đã dự kiến hơn 160.000 tỷ đồng. Hơn nữa, nếu có tìm được vốn mà không biết cách chi hiệu quả đúng lúc, đúng chỗ, thì cũng chỉ như đem muối bỏ biển. Theo quan điểm của tôi thì nó cũng là món tiền lớn này. 30.000 tỷ là khoảng tỷ rưỡi đô la, cũng không phải là ít. Thế thì nhưng mà là giải ngân trong bao lâu? Nếu mà tất cả chi ra trong năm nay thì có lẽ sẽ có tác động khá, không phải hoàn toàn nhưng mà khá. Nhưng mà tuy cho đến 2 năm, năm nay với tháng 5 mới tiêu hết thì cũng chỉ là giảm bớt là một phần khó khăn thôi, chứ không phải là giải cứu được cái gì cả. Còn nếu 10 năm thì chẳng chống phạm thì chẳng tác động được gì. Nhiều người còn lo ngại việc ngân hàng nhà nước bơm số tiền lớn như vậy để 5 ngân hàng thương mại cho người dân vay với lãi suất thấp. Nếu không có biện pháp giám sát chặt chẽ thì rất dễ tạo ra kẽ hở để các ngân hàng lợi dụng kiếm lời. Thì rõ ràng ấy là nó sẽ tạo ra một cái kẽ hở để cho một cái lượng vốn nó có thể được quay vòng dưới hình thức này hay hình thức khác, và thậm chí nó chuyển hướng sang một cái lĩnh vực khác trong nền kinh tế. Và điều này là cũng tạo ra một cái nguy cơ cho nền kinh tế trong tương lai. Về mặt hiệu quả thì rõ ràng là các ngân hàng được cấp vốn ấy, họ sẽ tích cực để mà cho vay ra nhằm thu cái lợi ích. Nhưng mà rõ ràng như vậy thì nó sẽ dẫn đến một cái điều là cái việc giám sát hiệu quả của các khoản vay nó có thể bị buông lỏng. Do đó cho nên ấy, là nó dẫn đến những cái khoản vay này sẽ có nguy cơ rủi ro cao. Rõ ràng là với một giải pháp chưa có một kế hoạch cụ thể, hiệu quả chưa rõ ràng mà lại dễ phát sinh tiêu cực thì nhiều người đều đồng tình rằng chưa nên áp dụng ngay. Thay vào đó, nên để bất động sản tự học cách đứng dậy sau khi rơi tự do. Nó có rơi như vậy thì thị trường bất động sản mới tự điều chỉnh lại, loại bỏ những cái gì mà yếu kém, tồn tại những cái gì mà hợp lý. Chứ nếu không mà bây giờ đưa ra giúp đỡ cái nỗi kia thì rồi thì là những cái yếu kém nó vẫn cứ tồn tại. Theo quan điểm của tôi thì dù nhà nước có giúp đỡ cái gì đó cho thị trường thì cái điều còn quan trọng hơn cái đó là phải nhà nước phải nhân cơ hội này mà chấn chỉnh lại cái thị trường bất động sản của ta vốn đang là khá yếu kém. Việc chính phủ đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho phân khúc nhà thu nhập thấp là một chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên, thực hiện như thế nào, có đúng thời điểm, đúng đối tượng hay không là việc cần lưu ý. Bởi nếu ồ ạt đưa vốn vào mà không giám sát chặt chẽ thì không những không thể giúp hồi sinh những công trình đang hấp hối này mà chỉ tạo ra các vết nứt cho các nhóm lợi ích trục lợi mà thôi. Quan điểm của các chuyên gia trong câu chuyện buổi sáng mà quý vị và các bạn vừa theo dõi đang được sự đồng tình của nhiều người. Lý do là ở chỗ trong suốt một vài năm qua, việc thị trường bất động sản đóng băng không chỉ gây khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản mà còn ảnh hưởng tới thanh khoản của ngân hàng, thu ngân sách của nhà nước, gây đình trệ sản xuất cho các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, xi măng và sắt thép. Tuy nhiên là việc một số doanh nghiệp trong lĩnh vực thua lỗ, thậm chí là phá sản không đồng nghĩa với việc là cả nền kinh tế hay là hệ thống an sinh xã hội sắp bị vỡ, và do đó nhà nước không cần thiết phải cứu bằng một số tiền lớn tới hơn 30.000 tỷ đồng. Và việc bơm tiền này thì còn phá vỡ nguyên tắc trong điều hành chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá. Lạm phát từ việc bơm tiền này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế và có thể làm suy giảm lòng tin của người dân vào việc ra quyết định chính sách. Viễn cảnh các doanh nghiệp phá sản và rồi thị trường bất động sản trở lại với dáng vẻ ban đầu có thể diễn ra thậm chí là rất nhanh. Vừa rồi là câu chuyện buổi sáng, còn ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin về các sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 23 tháng 3 năm 2013.
Ngày hôm nay với thông điệp tôi và bạn hãy cùng hành động, tiết kiệm năng lượng, sử dụng nguồn năng lượng xanh, giảm phát khí CO2, chung tay bảo vệ trái đất. Giờ trái đất 2013 sẽ diễn ra chính thức tại quảng trường Cách mạng tháng 8 trước nhà hát lớn Hà Nội. Thành phố sẽ đồng loạt tắt đèn chiếu sáng, đèn trang trí, biển quảng cáo trong 60 phút từ 20:30 đến 21:30 tại một số tuyến phố, khu vực công cộng như vườn hoa Lý Thái Tổ, xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, nhà hát lớn, Hồ Trúc Bạch, trụ sở Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Ngày hôm nay tại ba tỉnh thành phố Quy Nhơn, Bình Định, Cần Thơ và Phú Quốc, Kiên Giang, công ty du lịch Viettravel sẽ tổ chức ra quân nhằm hưởng ứng vì một môi trường du lịch sạch, bảo vệ môi trường du lịch sạch, không có rác và sử dụng túi sinh học tự hủy. Đây là chương trình ra quân lần thứ tư của Viettravel sau ba đợt ra quân tại thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Lào Cai, Nha Trang, An Giang, Đà Nẵng và Vũng Tàu đã mang lại nhiều thành công, thu hút hàng ngàn lượt đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên tham gia hưởng ứng. Ngày hôm nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp cùng Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ tổ chức cuộc diễu hành và đua xe đạp vì môi trường về rừng xác anh hùng năm 2013. Đây là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 67 năm ngày thể thao Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho thế hệ trẻ về ý thức bảo vệ môi trường. Ngày hôm nay, hội thảo đóng góp ý kiến dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, khu vực phía Nam của ngành tòa án sẽ diễn ra tại Tòa án Nhân dân tối cao Bà Rịa Vũng Tàu. Tại hội thảo, các đại biểu sẽ tham luận, phân tích và đóng góp ý kiến vào việc sửa đổi để hình thành hiến pháp mới bảo đảm có giá trị bền vững lâu dài, thể hiện trách nhiệm cao của cán bộ, công chức ngành tòa án trong việc đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992, đồng thời khẳng định được tính thống nhất cao của hệ thống pháp luật Việt Nam. Ngày hôm nay, Liên hoan dân ca Việt Nam lần thứ 5 năm 2013 sẽ diễn ra tại tỉnh Bắc Ninh. Đây là sự kiện được tổ chức 2 năm một lần nhằm tìm kiếm, duy trì, bảo tồn và phát hiện các làn điệu dân ca, dân nhạc, dân vũ nguyên thể, mang tính đặc trưng vùng miền đặc sắc trong đời sống để giới thiệu với khán giả cả nước. Liên hoan dân ca Việt Nam lần này được tổ chức tại 6 khu vực, Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, vùng núi phía Bắc, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Ngày hôm nay, triển lãm ảnh về Huế mang tên Thành phố nước của nhiếp ảnh gia người Nhật Hasegawa Taro sẽ khai mạc tại New Sway Arts Foundation, số 15 Lê Lợi, thành phố Huế. Những tác phẩm thể hiện mối quan hệ mật thiết giữa cuộc sống của người dân Huế và những dòng sông nhỏ bao quanh. Hầu hết trong các tác phẩm, khoảng thời gian được chụp là đêm khuya và sáng sớm, thời điểm có thể ghi lại được bức hình một cách bình dị nhất. Tiếp theo là những tin tức quốc tế vừa cập nhật. Ngày hôm qua, đụng độ lại nổ ra giữa những người biểu tình thuộc phe đối lập và những người Hồi giáo ở ngay gần trụ sở của Tổ chức Anh em Hồi giáo tại thủ đô Cairo, Ai Cập. Theo hãng tin Reuters, bạo lực đã làm ít nhất 40 người bị thương. Lường trước được các vụ đụng độ có thể xảy ra, hàng chục xe an ninh và xe bọc thép cùng nhiều cảnh sát đã được bố trí xung quanh trụ sở của Tổ chức Anh em Hồi giáo ở quận Mokattam. Tuy nhiên, hai bên vẫn ném đá vào nhau. Một nguồn tin cho biết, một nhóm người đã tràn vào văn phòng của Tổ chức Anh em Hồi giáo, cướp phá và tấn công những thành viên của tổ chức này. Vụ đụng độ xảy ra trong bối cảnh hơn 20 đảng phái chính trị và phong trào, trong đó có đảng Al-Dostur và đảng Tự do Ai Cập đã kêu gọi tổ chức cuộc biểu tình mang tên Ngày thứ 6 phục hồi phẩm giá này. Trước đó, hôm 21 tháng 3, Tổ chức Anh em Hồi giáo đã tuyên bố sẽ bảo vệ các trụ sở của tổ chức này đến cùng, kể từ khi nổ ra làn sóng biểu tình chống lại Tổng thống Mohamed Morsi hồi tháng 6 năm ngoái, hơn 30 văn phòng của Tổ chức Anh em Hồi giáo trên khắp đất nước Ai Cập đã bị tấn công. Hãng tin BBC của Anh đưa tin tuyết rơi dày kèm theo bão tuyết đã khiến cho giao thông trên toàn Vương quốc Anh bị gián đoạn trong vòng 24 giờ đồng hồ qua. Các nhà chức trách cho biết là số lượng các cuộc gọi khẩn cấp tăng đột biến trong ngày hôm qua bởi các nguyên nhân liên quan đến thời tiết. Tại nhiều nơi thì bão tuyết kèm gió mạnh đã khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều chuyến bay đã phải hủy bỏ sau khi tuyết rơi dày. Theo các chuyên gia khí tượng nước này, Tây Bắc nước Anh, miền Bắc xứ Wales và miền Tây Nam Scotland sẽ là các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt tuyết rơi lần này. Tại một số vùng cao thì lượng tuyết có thể rơi dày từ 40cm cho tới 1m. Các chuyên gia cũng cảnh báo bão tuyết kèm gió mạnh vẫn tiếp diễn, nhiệt độ ngoài trời kéo theo có thể giảm xuống dưới 0 độ C. Giới chức Anh đã buộc phải ban hành một loạt cảnh báo thời tiết nguy hiểm và khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài cũng như thận trọng hơn khi tham gia lưu thông. Chiều qua, theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Barack Obama tới thăm chính thức quốc gia đồng minh Jordan, điểm đến cuối cùng trong chuyến công du 4 ngày đến Trung Đông lần này của ông. Ông Obama sẽ tập trung thảo luận với quốc vương Abdullah về cuộc nội chiến tại quốc gia láng giềng Syria và triển vọng tiến trình hòa đàm Trung Đông Israel-Palestine. Các trợ lý cho biết,
ông Obama mang đến Jordan một sự ủng hộ mạnh mẽ của Washington đối với Amman trong bối cảnh quốc gia đồng minh của Mỹ đang đối mặt với những thách thức của làn sóng tị nạn từ Syria và những khó khăn kinh tế do tác động của phong trào mùa xuân Ả Rập nổ ra trong khu vực. Theo ước tính, khoảng 350.000 người tị nạn Syria đã vượt qua biên giới Jordan kể từ khi xảy ra nội chiến. Phát biểu trong cuộc họp báo diễn ra cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố Mỹ sẽ viện trợ thêm 200 triệu đô la Mỹ cho Jordan để giải quyết vấn đề người tị nạn từ Syria. Đồng thời, ông Obama cũng cho biết Washington hoan nghênh việc Thủ tướng Israel công khai xin lỗi Thổ Nhĩ Kỳ về vụ biệt kích Israel tấn công tàu chở hàng của Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2010, làm 9 người Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng. Mỹ gọi đây là một bước đột phá mới trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Trong những ngày gần đây thì cộng đồng cư dân mạng tại Trung Quốc đang xôn xao với hình ảnh những quả lê hình người được bán tại một số siêu thị lớn tại thành phố Bắc Kinh. Một số người cho biết là sở dĩ những quả lê lại gây được sự chú ý đến như vậy là bởi chúng có hình dạng khá giống như là quả nhân sâm, một loại trái cây thần thoại có trong tác phẩm kinh điển Tây Du Ký. Sau khi được đăng lên trang mạng xã hội Trung Quốc Sina Weibo, quả lê hình người đã thu hút được đông đảo sự chú ý của cư dân mạng. Trong khi nhiều người chia sẻ rằng quả lê trông thật đáng sợ, thì một số người lại tỏ ra thích thú bởi trông chúng khá giống quả nhân sâm trong Tây Du Ký, loại quả thần thoại mang hình dạng của một đứa trẻ và phải mất 10.000 năm mới chín. Được biết, quả lê với hình thù kỳ lạ này đã được một người nông dân sống ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, trồng từ năm 2009, nhưng năm nay chúng mới bắt đầu xuất hiện trên thị trường. Các chuyên gia cho biết, những quả lê hình em bé sơ sinh không khác gì những quả lê bình thường, chỉ là được ép vào khuôn nhựa khi chúng còn non ở một giai đoạn nhất định. Tôi nhớ nhất là hồi mới trồng, mọi người đều nói ý tưởng này thật điên rồ và lãng phí thời gian. Khi vừa nhìn thấy quả lê, sếp tôi đã nói chúng thật kỳ lạ và đặc biệt. Siêu thị chúng tôi đã ngay lập tức đặt mua để bày bán phục vụ khách hàng. Theo truyền thông địa phương, giá của một hộp lê em bé cát tường gồm 2 quả là 20 nhân dân tệ, tương đương hơn 60.000 đồng. Một nhân viên của siêu thị cho biết, loạt quả lê có hình dáng đặc biệt đã được bán hết và không chắc chắn khi nào thì lô hàng mới sẽ đến. Trong khi phụ nữ ở châu Phi chọn cách xăm lợi đen để có nụ cười đẹp hơn, thì tại Nigeria, cánh mày râu cũng đang thịnh hành một phong cách làm đẹp mới hết sức kỳ quặc, đó là xăm môi dưới thành màu hồng. Mốt này hiện rất được ưa chuộng tại quốc gia châu Phi này. Rõ ràng, việc sở hữu một làn môi hồng là điều ai cũng mong muốn, đặc biệt là đối với phái đẹp. Thế nhưng điều này lại trái ngược hoàn toàn ở Nigeria. Mới đây, kênh truyền hình Battabox đã thực hiện một video về quá trình làm đẹp này. Mặc dù chàng trai trong video không có biểu hiện đau đớn, nhưng chắc chắn việc xăm môi hồng không phải là một thử thách dễ chịu. Đối với phụ nữ ở đây, người đàn ông có làn môi hồng càng hấp dẫn. Vì thế, cửa hàng của tôi ngày càng đông khách, xăm môi sẽ giữ được màu hồng vĩnh viễn. Theo tờ Nigerian Best Forum, việc làm này đem lại không ít những mặt tiêu cực. Trong quá trình xăm, người xăm môi sẽ phải chịu đựng đau đớn, sau đó là sự kích ứng da, cũng như cảm giác đau buốt kéo dài. Nếu thực hiện không đúng cách, người xăm có thể để lại sẹo mãi mãi và gánh chịu những hệ lụy ngoài ý muốn. Ngoài ra, quá trình xăm không đảm bảo an toàn vệ sinh thiết bị cũng có thể dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng cao. Mặc dù vậy, nam giới ở Nigeria đều rất thích thú với cách làm đẹp này. Bên cạnh việc xăm môi, cũng có nhiều cách để có làn môi hồng. Tuy nhiên, đó không phải là cách để giữ cho môi hồng vĩnh viễn. Để có được đôi môi hồng hấp dẫn phụ nữ, người xăm phải bỏ ra khoản tiền 7.000 naira, tương đương khoảng 45 đô la Mỹ để trang trải chi phí thực hiện. Sau nhiều tease vui nhộn thì hãng Universal Pictures đã quyết định hé lộ trailer chính thức đầu tiên của Despicable Me, một trong những bộ phim hoạt hình được chờ đợi nhất của mùa hè này. Và ngay lập tức thì đoạn giới thiệu ngắn đã thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ trên khắp thế giới, những người đã từng yêu mến câu chuyện ý nghĩa và những chú minion kỳ lạ trong phần 1 của bộ phim. Chúc ngủ ngon, Edith. Chúc ngủ ngon, Margot. Khoan đã nào, con đang nhắn tin cho ai vậy? Một người bạn của con tên là Avery. Avery, đó là tên con trai hay con gái? Điều này có quan trọng không cha? Không, tất nhiên là không rồi, trừ khi đó là một đứa con trai. Đoạn trailer dài 2 phút rưỡi bắt đầu bằng cuộc trò chuyện thân mật giữa Gru với ba cô công chúa trước giờ đi ngủ.
cuộc sống yên bình của gia đình anh bị đảo lộn khi một người phụ nữ xuất hiện. Chào ông Gru, đặc vụ Lucy White của Liên minh chống tội phạm, mời ông đi cùng tôi. Ôi xin lỗi nhé, câu trả lời của tôi là không. Anh biết không Gru, anh chỉ nên la lớn sau khi đã bắn xong, ví dụ nhé. Son mồi chích điện. Chui vào đi nào. Trên nền nhạc của bản rap đình đám Without Me của rapper Eminem, câu chuyện tiếp tục khi Gru bị bắt cóc và đưa xuống một căn cứ bí mật dưới biển. Tại đây, anh được giao nhiệm vụ trợ giúp các đặc vụ để tiêu diệt một tên tội phạm được vũ trang bằng những chiếc siêu xe, đồ công nghệ cao và vũ khí tối tân. Vẫn giữ nguyên lối thoại hài hước, những chi tiết bất ngờ, thông minh và hóm hình, trailer của Despicable 2 đã khiến người xem không khỏi hồi hộp, chờ đón sự ra mắt của bộ phim vào ngày 3 tháng 7 tới. Universal Pictures cho biết, phần lớn các thành viên trong đoàn làm phim từ phần 1 được giữ nguyên ở phần 2. Theo đó, Steve Carell vẫn tiếp tục lồng tiếng cho nhân vật Gru. Trong khi đó, Kristen Wiig, người lồng tiếng cho nhân vật Miss Hetty ở phần 1, sẽ đảm nhiệm phần tiếng cho đặc vụ Lucy trong phần 2. Với tên tiếng Việt là Kẻ Cắp Mặt Trăng, phần đầu tiên của bộ phim đã thu được hơn 540 triệu đô la trên toàn thế giới, doanh thu đứng đầu phòng vé tại hơn 40 quốc gia và nằm trong top 10 các bộ phim ăn khách nhất mùa hè năm 2010. Mặc dù đang là mùa xuân nhưng các chương trình ca nhạc dành cho mùa hè đã sẵn sàng chào đón các khán giả khắp nơi trên thế giới. Dù gu âm nhạc của bạn là gì, pop, rock hay rap thì đều được thỏa mãn bởi rất nhiều nghệ sĩ ở nhiều thể loại âm nhạc đã thông báo tour lưu diễn mùa hè 2013 của mình. Đầu tiên là sự kết hợp đầy bất ngờ giữa rapper Jay-Z và ca sĩ Justin Timberlake. Tour lưu diễn mang tên Legends of the Summer tại 12 thành phố ở Mỹ trong mùa hè năm nay sẽ được khởi động vào ngày 17 tháng 7 tới tại trung tâm Rogers ở Toronto và kết thúc tại sân vận động Sun Life ở Miami vào ngày 16 tháng 8. Trong khi Jay-Z đang ngày đêm luyện tập cho tour lưu diễn, thì dường như vợ của anh, ca sĩ Beyoncé, cũng không thể ngồi yên ở nhà và đang gấp rút hoàn thành chương trình Mrs. Carter. Tour diễn này sẽ bắt đầu vào tháng 4 tới, sẽ mang Beyoncé từ Serbia tới Brooklyn. Tour lưu diễn vòng quanh châu Âu của Justin Bieber vẫn tiếp tục diễn ra bất chấp những trục trặc trong quá trình thực hiện. Nam ca sĩ tuổi teen này đã buộc phải hủy hai show diễn ở Bồ Đào Nha vào tháng 3 này với thông cáo được đưa ra là lý do bất khả kháng. Trong khi Bieber gặp khó khăn, thì những chàng trai của One Direction lại thừa thắng xông lên khi quyết định sẽ lưu diễn vòng quanh thế giới từ tháng 4 cho đến hết tháng 8. Chuyến hành trình này cũng sẽ được ghi lại thành một bộ phim tài liệu và phát hành dưới dạng 3D vào tháng 8 này. Những fan của nhạc rock sẽ được thỏa mãn khi ban nhạc lừng danh Rolling Stones hứa sẽ cháy hết mình trong chuyến lưu diễn khu vực Bắc Mỹ bắt đầu từ ngày 2 tháng 5 đi qua 18 thành phố dọc bờ biển phía Tây. Không chỉ có thế, khán giả sẽ còn được thưởng thức những show diễn hấp dẫn hơn nữa khi các nghệ sĩ như Rihanna, Alicia Keys, Carrie Underwood, Kate Urban, Pink, Maroon 5 và Sting đang lên kế hoạch lưu diễn trong mùa hè năm 2013. Sau hơn 10 năm được trình diễn ở 68 thành phố của 18 quốc gia trên thế giới, chương trình Varakai của đoàn siếc mặt trời Cirque du Soleil vẫn đang tiếp tục để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Mới đây nhất là tại thủ đô Bogota của Colombia, khán giả đã không thể rời mắt trước những màn trình diễn đầy màu sắc, đầy kỹ năng và táo bạo của các diễn viên trong các tiết mục. Chương trình Varakai được trình diễn lần đầu tiên vào năm 2002 tại quê hương của đoàn xiếc Montreal, Canada. Kể từ đó, chương trình này đã cống hiến cho hơn 8 triệu lượt khán giả. Giám đốc Dominique Champagne, một nghệ sĩ người Canada đã sáng tạo ra chương trình nghệ thuật dành tặng cho nhân loại về nghị lực sống và vượt qua những đau khổ. Đó là thông điệp kêu gọi mọi người trên toàn thế giới hãy đoàn kết bên nhau, không phân biệt sắc tộc và ngôn ngữ. Varakai theo cách nói của người Zigan có nghĩa là ở mọi nơi. Varakai là những hình ảnh về một chàng trai trong đôi cánh thiên thần bị ngã xuống trần gian và đi phiêu du đó đây để học cách bay trở lại. Trong lúc lang thang qua những cánh rừng đầy mê hoặc, anh đã bước vào một thế giới kỳ lạ với những sinh vật khác thường. Họ ôm lấy anh và giúp anh đi suốt hành trình lớn của mình. Ý tưởng này được thể hiện qua một chuỗi những màn biểu diễn sôi động, phối hợp giữa xiếc truyền thống và kịch nghệ. Khán giả đã nín thở toát mồ hôi lạnh
khi ngắm nhìn 170 diễn viên tới từ 26 quốc gia, uốn dẻo, nhào lộn, đu giả treo, đi cà kheo, bay vút lên trời, rồi lại rơi xuống. Thật tuyệt vời, một show diễn kinh điển, đầy màu sắc và thể hiện sự linh hoạt và dẻo dai của các nghệ sĩ. Chương trình Varakai của đoàn Siếc Mặt Trời sẽ công hiến cho khán giả ở thủ đô Bogota đến hết ngày 7 tháng 4 trước khi tiếp tục chuyến lưu diễn trên toàn thế giới tới Costa Rica. Rồi cũng đã khép lại chương trình Cuộc Sống 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.